Chào mọi người, rất là cảm ơn các nhà tổ chức và các bạn ở đây đã cho mình được cái cơ hội hôm nay để chia sẻ với mọi người. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người hai cái điều mà ám ảnh mình nhất. Cái điều thứ nhất là việc đi học. Việc đi học ám ảnh mình vô cùng. Không biết mình có ám ảnh các bạn không? Ở trong này cho mình hỏi là có bao nhiêu bạn đang là sinh viên? Bao nhiêu bạn? Wow. Đa số các bạn đang là sinh viên đúng không? Còn lại thì có thể là sắp là sinh viên hoặc là đã là sinh viên đúng không? Chúng ta đều đã đi học rồi. Mình hỏi thêm một câu thứ hai là trong số các bạn đấy thì bao nhiêu bạn cảm thấy thích đi học? Có cũng nhiều, cũng được khoảng 1/3. Mình chúc mừng các bạn, mình cảm thấy các bạn thật sự rất là may mắn. Mình cảm thấy rất là ai mà đi học cảm thấy thích đi học thì thật là tuyệt vời. Mình suốt cả mười mấy năm đi học mình không có được cái may mắn đấy. Cách đây mấy hôm mình có đọc báo, mình thấy có một cái bạn báo nói là bạn ấy nghe bài giảng Mác Lênin thay cho nghe nhạc. Và mình thấy cực kỳ nể phục bạn ấy, và cảm thấy rằng là thậm chí còn ghen tị bởi vì bạn ấy tìm thấy cái niềm vui như thế trong cái một cái môn học nào đấy. Môn đấy chỉ là một ví dụ. Suốt cái quãng đời học của mình không hiểu tại sao đến trường mình thấy chán. Mình không biết, lúc đầu thì mình tưởng là cái đấy mình có vấn đề. Mẹ mình nói rằng là nếu mà đi học mà cảm thấy chán học, người học thì rồi cuộc đời mình sẽ mất đi thôi con ạ. Và mình chuẩn bị là nghĩ rằng là cuộc đời mất đi đến nơi rồi thì mình phát hiện ra là một điều là mình không chán học, mình chỉ chán đi học thôi. Và nếu mà đi ra khỏi trường học mà được vẽ tranh, được đọc truyện tranh, được vào rừng, được về quê, được đi đâu đấy để học cái gì đấy, mình rất là sướng. Không cứ đến trường mình chẳng. Mình không hiểu tại sao, lúc nào trong đầu mình có rất nhiều các câu hỏi tại sao mình phải học môn này, tại sao mình phải làm, mình phải học một cái công thức rất là dài trong cái bài toán, một bài lý gì đấy, để sau khi mình làm kiểm tra xong mình sẽ quên cái công thức đấy luôn. Hoặc là tại sao mình phải học cái bài thơ này và mình phải phân tích nó theo cái cách này? Tại sao cứ đến trường mình lại không ngủ bởi vì cô giảng là lại không ngủ? Tại sao nó không vui? Tại sao không có cái gì vui cả? Rất nhiều các câu hỏi tại sao đấy là không có ai trả lời được cho mình cả. Cho đến tận khi mãi sau này thì mình mới nhận ra là nó rất đơn giản. Hóa ra là mình chán, mình không chán học nhưng mà mình chán cái việc là phải bắt buộc bị giống như người khác. Không biết các bạn có thấy không? Nhưng mà mình nhận ra một điều như thế này. Hóa ra là cái hệ thống giáo dục của ta, hệ thống giáo dục phổ thông ấy, hệ thống giáo dục mà tất cả mọi người đều học ấy, nó bắt buộc từ rất sớm, nó không phải bắt buộc từ cái thời bố mẹ mình hay ông bà mình đâu. Nó bắt buộc từ cái từ cách đây 200 năm, từ đầu thế kỷ 19, khi mà cái ý tưởng giáo dục phổ thông nó bắt đầu được đưa ra bởi cái giới quý tộc, cái giới gọi là thống trị ở châu Âu ấy. Họ muốn gì ạ? Họ muốn có thêm nhân lực, có thêm nguồn lực để đẩy mạnh cái công cuộc công nghiệp hóa. Đấy là họ bảo là tất cả mọi người vào đây tôi sẽ tổ chức trường học. Và trong cái trường học đấy thì các bạn sẽ thấy có cái mô hình mà bây giờ chúng ta đang áp dụng, đấy là gì? Các môn toán và khoa học và logic nó sẽ ở trên top, nó sẽ được ưu tiên hàng đầu. Đến thứ hai là các môn về nhân văn, các môn xã hội, và cuối cùng mới đến là các môn nghệ thuật và các môn thể chất. Nó có cái tháp, các có cái mô hình như thế, mà không chỉ ở Việt Nam đâu mà nó còn ở tất cả các nước trên thế giới hiện tại nó vẫn đang áp dụng. Và chúng ta nghĩ xem một cái mô hình như thế là gì ạ? Nó đơn giản lắm, bởi vì là cái gì mà có lợi cho cái việc làm việc thì nó được ưu tiên. Tức là tính toán, logic, tất cả những thứ đấy là được ưu tiên. Nếu các bạn học vẽ thì nếu các bạn việc vẽ thì nó không giúp cho bạn có công việc hoặc là kiếm được tiền. Cho nên cái mô hình đấy nó vẫn được áp dụng cho đến tận bây giờ. Và thì đấy, lúc đầu mình không hiểu tại sao chúng ta lại phải học những cái môn đấy, bây giờ mình hiểu hơn rồi. Thế nhưng mà
cái mô hình này, cái vấn đề của nó là đối với những cái bạn mà nếu cái xu hướng của bạn, nếu cái thứ hướng của các bạn ấy mà không thích bạn như thế thì sao? Bây giờ mình cho các bạn xem một số những cái bức tranh để xem các bạn xem thế nào. À đây, các bạn xem ở tranh ở bên này, các bạn nhìn thấy bức tranh nào không? Các bạn có thấy nó đẹp không? Nó đẹp là nó có một rừng cây ở dưới này, như là nước hoặc các ngôi nhà trên cây và các em bé đang câu cá, đúng không? À, là một cái bức tranh rất là sống động. Bức tranh này của cái bạn tên là Nhàn, bạn ấy 12 tuổi và bạn ấy được giải A của một cái cuộc thi tên là tưởng tượng của em về Việt Nam 10 năm sau. Như bạn ấy tưởng tượng là Việt Nam là đùi và các bạn ấy không biết. Nhưng mà bạn ấy được giải A của cái cuộc thi đấy năm 2003, được chưa? Thì đấy, một bức tranh rất đẹp. Tất nhiên trong thời gian là bức tranh thứ hai. Đây là một tranh khác của một bạn tên là Vinh. Bạn này 14 tuổi và bạn ấy được giải cũng được giải nhất một cái cuộc thi toàn quốc tên là Phù Đồng Hôm Nay Sinh Viên Ngày Mai hay cái gì tương tự như thế năm 2004. Đó. Bức này cũng đẹp đúng không? Có thấy đẹp không? Mọi người có thấy tranh nó cũng rất là sống động, có em bé đạp xe, thậm chí còn đánh số, hình như là các em đang có trong cái cuộc thi gì đấy. Và đây là bức tranh thứ ba. Bức tranh này của bạn tên là bạn hình như là bạn Vinh và bạn này 15 tuổi và bạn này được triển lãm mà thiếu nhi toàn quốc năm 2011. Bạn ấy cũng được một cái giải. Bây giờ mọi người bắt đầu có thể nhận ra được cái gì không ạ? Và xem lại các bức tranh. Tất cả các bức tranh này được đánh giá rất cao và được giải ở một số những cái giải lớn của thiếu nhi toàn quốc. Mọi người có nhận ra cái gì không ạ? Nó rất là giống nhau. Thế thì cuối cùng hóa ra là các bạn này đều được học từ nhà thiếu nhi ở đâu đấy ở Nghệ An. Thì qua ba cái bức tranh này mình chỉ muốn nói một điều là đây là cách mà giáo dục của chúng ta đang vận hành. Đây là cách mà người lớn ta với tư cách là người lớn ta nghĩ rằng là muốn được giải cho nên cái này mà đúng cái này ra giải thật được giải thật có những kiểu là có một cái công thức để mà thành công ấy, và nếu mà con đi học thầy này, nếu mà con đi học trường này thì con sẽ được thành công cái này. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra khi mà nhìn những bức tranh này là nó không phải là chuyện cái giải của em này nó to hay kém, mà là mình muốn hỏi là cái chung của những em bé mà các bức tranh này các em có vui không? Các em có hạnh phúc không? Lúc được giải chắc là có hạnh phúc, đúng không? Ai được giải hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc đấy nó có lâu dài không? Nó có xuất phát từ trong em ấy không? Những cái ý tưởng này, những cái cảm xúc này, những cái câu chuyện này có phải là của các em không? Thì mình không biết, mình đồ là mà nếu như là của các em thì thấy có vẻ hơi trùng hợp, vì tất cả mọi người đều như là đều có cảm xúc như nhau hay sao ấy. Thì nói đến đây thì mình nhớ đến một cái câu của Einstein, không biết các bạn nào biết không, câu này rất nổi tiếng đấy là nếu như mà tất cả mọi người đều rất là thiên tài, đều rất là giỏi, nhưng mà nếu mà họ đánh giá một con cá bằng khả năng chạm cây của nó thì con cá đấy rất có thể nó sẽ sống toàn bộ cuộc đời nghĩ rằng nó là một đồ ngu dốt. Thế nhưng mà vấn đề là chúng ta mình sống toàn bộ cái cuộc đời của học mình nghĩ mình là cá, mình nghĩ mình chỉ nghĩ là con cá đấy. Mình nghĩ ai bắt mình phải chèo cây, mình không biết chèo thế nào. Còn mình tin là mình không phải là con cá duy nhất, các bạn là người dưới này rất nhiều con cá ở đấy. Và không chỉ có cá đâu, các bạn còn có voi, còn có chim cánh cụt, còn có dê hay hải cẩu gì đấy ngồi ở dưới kia. Vấn đề là các bạn có thể thấy cái tranh này và các bạn thấy rằng là cái cách mà chúng ta đang vận hành là gì? Tất cả chúng ta sẽ để cho công bằng thì cũng tất cả chúng ta sẽ tham gia một cuộc thi để làm cuộc thi chọn cây. Và ai chọn cây khỏe nhất thì các bạn này sẽ thắng, và đương nhiên bạn thì sẽ thắng, đúng không? Nhưng mà không phải tất cả chúng ta đều là thì. Thế thì sao? Thế thì cái đấy nó khiến cho mình cảm thấy rất là có cái gì đấy không ổn, có cái gì đấy nó
một cái hệ thống mà nó to tất cả mọi người đều như nhau, có cái chuyện này không ổn. Thế thì trong cái suy nghĩ đấy mình cứ đi theo, mình cứ cố gắng trả lời cái câu hỏi đấy thì mình gặp cái nỗi ám ảnh thứ hai của mình, đấy là cái nỗi ám ảnh về nghệ thuật. Và hóa ra là rồi cái nỗi ám ảnh thứ hai này mà mình tìm ra được cái cách xử lý nỗi ám ảnh thứ nhất, mình tìm ra được cái lối thoát cho nó. Bây giờ mình thử đặt ra một cái câu hỏi này, còn là gì ạ? Có ai trả lời được cái câu này không? Chúng ta thử nghĩ xem là cái hiểu biết của chúng ta, cái điều mà chúng ta học được về nghệ thuật ở trong trường học ấy, nó như thế nào? Mình tin rằng là đấy, ít nhất rất ít hay nhiều, nếu mà các bạn có ký ức về nghệ thuật thì chắc ký ức của chúng ta là cái ngôi nhà này. Đúng không? Nếu mà các bạn tạm mình bảo rằng là mọi người hãy cái ngôi nhà, mơ ước của mọi người đi, tất cả mọi người cái ngôi nhà này không hiểu tại sao. Ngôi nhà của chúng ta. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta biết rằng là chúng ta có thể vẽ ngôi nhà như thế này, đây là một cái ngôi nhà trên cây, một em nhỏ em vẽ ra, em thích có nhà cao tầng kết hợp với cây cối, tại sao không? Hoặc là nếu mà bạn muốn vẽ một con bò hình chữ nhật chỉ là bởi vì bạn thích như thế, hoặc là bạn vẽ một con ốc sên với cái đầu mèo, tôi biết tại sao không? Thì nghệ thuật đối với mình là cái gì mà bạn cảm thấy đấy? Ở cái khoảnh khắc bạn cảm thấy đẹp, bạn có thể nó ở khắp nơi, và nghệ thuật đối với mình nó có một số những cái điều mà nó giúp cho chúng ta với tư cách là cái người học ấy, nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều điều. Mình là ví dụ cái thứ nhất ấy, là nghệ thuật nó có thể kích hoạt cái tiềm năng sáng tạo của các bạn hãy nghĩ và xem, các bạn hãy đưa cho một đứa trẻ giấy bút màu xem nó sẽ làm gì. Việc của nó chỉ là ôi sướng quá, đây chính là cái điều mà ta muốn, nó sẽ thể hiện ra toàn bộ những cái gì, nó sẽ nguệch ngoạc, nó sẽ vẽ cái này, nó sẽ vẽ cái khác. Bạn có thể hướng dẫn thêm cho nó một số những cách chơi, thậm chí là người lớn, bởi vì trẻ em hay người lớn chúng ta đều có cái tiềm năng sáng tạo đấy, chúng ta đều có những cái khao khát được quan sát, được khám phá đấy, và chúng ta sẽ luôn luôn đi theo nó. Các bạn đưa cho trẻ con một cái cây đàn hoặc là một cái cây sáo là nó sẽ tự động nó chơi. Nghệ thuật nó còn thêm một cái điều nữa của nghệ thuật, đấy là nó giúp cho các bạn kết nối. Cái kết nối này cực kỳ quan trọng. Kết nối này nó có hai chiều. Chiều thứ nhất là các bạn nối với chính bản thân mình. Các bạn khi mà các bạn đắm chìm vào trong một cái bức tranh hoặc là ở đây là một cái bức cắt dán, thì là các bạn đang khám phá ra một những cái chiều kích khác của bản thân mình. Tôi hóa ra là tôi có thể tạo ra được cái bức tranh này, hóa ra tôi có thể chơi được cái bài nhạc này, tôi có thể khám phá ra được những cái vẻ đẹp khác mà tôi không biết. Hoặc là một cái chiều kết nối khác, đấy là các bạn kết nối với người khác, nối ra ngoài. Chúng ta có thể chơi cái gì đấy cùng nhau, chúng ta có thể đóng cùng nhau một cái vở kịch, chúng ta có thể vẽ ra một bức tranh và người khác nhìn bức tranh đấy có thể hiểu được cảm xúc của chúng ta, hiểu được cái câu chuyện của chúng ta. Và cái quan trọng nhất của nghệ thuật, mình nghĩ rằng là nghệ thuật nó giúp đem đến niềm vui cho chúng ta. Cái niềm vui của cái việc là đây là một 70 tuổi đã tham gia cái lớp vẽ của mình, thì cái niềm vui của cái việc là bạn được ở đây, bạn được chìm đắm vào trong cái thế giới này, bạn không cần phải quan tâm đến đến cái việc là cái bức vẽ này liệu rồi nó có đẹp hay không, cái đấy nó không quan trọng. Nó quan trọng là bạn đang thực sự hiểu, thực sự đang cảm thấy cái niềm vui đang tuôn trào ở bên trong bạn. Các bạn, cái quan trọng là các bạn không sợ nữa. Bình thường chúng ta rất là sợ, chúng ta sợ những cái chúng ta không biết, chúng ta sợ những cái điều mà chúng ta chưa bao giờ làm. Nhưng mà khi mà các bạn thả lỏng ra, các bạn nghĩ rằng là ôi tôi vẽ thế này cũng được mà vẽ thế kia cũng được, nó không bao giờ có một cái kết quả đúng hay sai của cái việc vẽ hay của cái việc chơi một cái bài nhạc, thì các bạn sẽ có được cái niềm vui đấy, cái niềm vui của cái việc là các bạn được thành công ở ngay cái thời điểm đấy, chứ không phải là các bạn chuẩn bị cho một cái thành công nào ở xa như cái việc là các bạn đang chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp chẳng hạn thế. Thế thì nói đến đây, mình muốn
các bạn hãy nghĩ rộng ra về cái khái niệm nghệ thuật. Nghệ thuật nãy giờ mình mới nói với các bạn là rằng là nó có vẽ, nó có nhạc, nó có nhảy múa, chúng ta bình thường vẫn nghĩ về nghệ thuật như thế. Nhưng mà mình nghĩ rằng nghệ thuật nó rộng hơn như thế. Nghệ thuật đối với mình là bất cứ cái gì mà chúng ta làm nó với toàn bộ cái sự say mê. Chúng ta làm cái gì mà nó say mê, chúng ta tận tâm với nó, chúng ta quan tâm đến nó, chúng ta để toàn tâm toàn ý của mình vào nó. Và các bạn hãy thử nghĩ đến người Nhật chẳng hạn. Hãy nghĩ đến cái cách mà họ làm những cái điều của họ làm như là gấp giấy, như là uống trà, như là làm vườn, như là đánh kiếm. Họ làm cái gì họ cũng làm với toàn bộ cái sự tập trung và cái sự say mê của họ, và họ biến nó thành nghệ thuật. Và bây giờ sẽ có một bạn đứng dậy bảo là không, người Việt Nam không phải là người Nhật, người Việt Nam không bao giờ được làm được như thế đâu. Mình thì mình lại không tin là như thế. Mình tin rằng là chúng ta với tư cách là con người đều là như nhau, và mình không tin rằng là người Nhật đã làm được hết tất cả những cái gì con người đã làm rồi. Ví dụ như là mình có một người bạn, bây giờ bạn ấy đang ở bên Úc, bạn ấy dạy toán các kiểu học, và bạn ấy sử dụng ảo thuật để dạy toán. Bạn ấy sử dụng các cái con bài để dạy cho trẻ em biết thế nào là cái con này cộng với con này thì nó sẽ ra con này, hoặc là nó tự nhiên nó biến đi đâu đấy, nó khiến cho trẻ em thích thú hơn, khám phá hơn. Hoặc là mình có một cái nhóm bạn khác bây giờ đang dạy trong một cái trường, đây là trường Hy Vọng, có trẻ em cầm điếc ở quận Gò Vấp. Và các bạn ấy đang dạy hay đến mức, dạy thú vị đến mức là các em ấy vui, và các em ấy cảm thấy là hứng khởi đến mức mà mình cảm thấy rằng là vui. Các em này khuyết tật nhưng mà có khi dùng may mắn hơn một số các em không khuyết tật. Thì mình nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta để tâm vào một việc, mà chúng ta đưa cái trí sáng tạo của mình, chúng ta sử dụng nghệ thuật đưa nó vào trong giáo dục, nó sẽ giúp cho chúng ta không có một cái giới hạn nào trong cái việc là chúng ta sẽ làm được cái điều của chúng ta muốn, nó tốt đẹp hơn, nó vui vẻ hơn. Có một cái câu này của cái nhà giáo dục người Mỹ tên là John Dewey, và mình rất thích, và mình cũng đang áp dụng nó hàng ngày trong cái công việc của mình. Đấy là ông nói rằng giáo dục nó không phải là chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống. Có nghĩa là chúng ta lâu nay chúng ta học là bởi vì để cho chúng ta chuẩn bị làm cái gì đấy, để chuẩn bị thi cử, để chuẩn bị làm việc, để chuẩn bị làm cái này làm cái khác. Nhưng mà mình thực sự nghĩ rằng là nếu mà các bạn đi học và nếu các bạn thấy vui ở trong cái hiện tại của các bạn, nếu các bạn thấy nó thật là say mê, thật là đầy cảm hứng ở trong cái hiện tại của các bạn, thì nó mới thực sự là ổn, nó mới thực sự là kết nối được với cái gì đấy sâu ở bên trong bạn, và lúc đấy chúng ta mới đưa được toàn bộ cái tiềm năng của chúng ta lên. Mình xin hết. Cảm ơn mọi người.